Rồi. Chuyên đề số 2 vô cơ. Chuyên đề số 1 thì nhỏ biết tôi nghe rồi. Chuyên đề số 2 là về bạn. Rồi. À, cái này nói nhanh thôi. Nguyên tắc sắp xếp tập hợp hai. Nguyên tắc sắp xếp. Bây giờ thì ghi nhá. Đây là coi như là ông là lớp 10 luôn đấy, sao không được cái này luôn? Thì mình sẽ thấy lớp 10 rồi á. Thứ nhất là các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều delta. Sắp xếp theo chiều delta. Sắp xếp theo chiều delta. Và các nguyên tố được sắp xếp theo thành hàng và thành của. Sắp xếp theo hàng và theo của. Và là các nguyên tố có cùng số lớp electron thì xếp thành một hàng. Và các nguyên tố có cùng số n hóa trị cùng số electron hóa trị thì xếp thành một cục. Cùng số lớp e thì xếp thành một hàng, cùng số electron hóa trị thì xếp thành một cục. Hai đáp án gần như xếp thành hàng. Ai được gọi là chu kỳ. Chu kỳ là hàng á, các bạn làm hàng được chưa? Thế thì mình có là chu kỳ là tập hợp các nguyên tố có cùng số lớp e. Chu kỳ là tập hợp các nguyên tố có cùng số lớp e, nghĩa là hệ quả là số thứ tự chu kỳ thì chính bằng số lớp e. Được không? Thế thì trong bảng tuần hoàn chúng ta có bao nhiêu chu kỳ? K là cái này dạy là lý đấy, vật lý có học đấy. K là Lyman băng, M là băng men, K L M N O P Q, vật lý hạt nhân của em chuẩn bị học, phải học đấy. Lyman, băng men, băng sen. Cái đấy là trong khóa 10 nhưng mà chuẩn bị vật lý 12 là phải học. Còn hạt nhân nguyên tử em phải tính lambda 2, 1, lambda 1, 2 là về cái này này. Đấy, rất nhiều HC trên lambda bằng với cái T của cái T. Đấy, cần học cái này. Thế là con nhìn nhắc lại luôn. Ở trong bảng tuần hoàn nhắc lại là trong một nguyên tố thì ta có 7 lớp e, được chưa? Mình có là các lớp lần lượt là K, L, M, N, O, P, Q có mọi trong y đồ, được chưa? Thì chỉ biết vậy thôi, vậy suy ra là có trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kỳ? Có 7 lớp e thì có bao nhiêu chu kỳ? Mấy? Suy ra có 7 chu kỳ. Và 7 chu kỳ này chia thành 2 loại nhá. Một loại là chu kỳ lớn, một loại là chu kỳ nhỏ. Chu kỳ nhỏ là bao gồm này. 1, 2, 3. 1, chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 là các chu kỳ nhỏ. Thứ hai là các chu kỳ lớn là bao gồm là 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn. Còn cái này để biết không thi này. Được chưa? Biết vậy ghi cho đủ đúng không? Nhá, chỗ nào thì là ghi thì là mới quan trọng. Đây là xong là chu kỳ.
Thế thì nếu mà muốn thêm nữa thì trong chu kỳ 1 thì chỉ có 20 tố. Chu kỳ 2 có 8 nguyên tố. Chu kỳ 3 có 8 nguyên tố. Chu kỳ 4 có 18 nguyên tố. Chu kỳ 5 có 18 nguyên tố. Chu kỳ 6 có 32 nguyên tố. Chu kỳ 7 có 32 nguyên tố. Nhưng các em lưu ý rằng là chúng ta chủ yếu chỉ học 1, 2, 3, 4 là hết. Được chưa? Không bao giờ học đến chu kỳ số 5 và chu kỳ số 6 nhá. Nhóm là tập hợp các nguyên tố. Nhóm là quan trọng này. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị. Nhóm là tập hợp các nguyên tố có cùng số electron hóa trị. Thế bây giờ mình mới là em hóa trị là cái gì? Cái này dù kể cả học lớp 10 cũng sai. E hóa trị có hai cái tính. Trường hợp thứ nhất, nếu số electron phân lớp sát ngoài cùng, mà bão hòa, số electron lớp phân lớp ngoài cùng mà bão hòa, thì E hóa trị chính bằng electron lớp ngoài cùng. Thì để có ví dụ, cứ ghi này vào đã. Lớp ngoài cùng nếu số electron, gọi là electron phân lớp sát ngoài cùng, phân lớp sát ngoài cùng mà chưa bão hòa thì nó lại chính bằng E của lớp ngoài cùng cộng với E của phân lớp sát ngoài cùng. Xem nha, có hai cái ví dụ ngẫu nhiên. Ví dụ là xác định E hóa trị của anh Clo Z là 17, Chrome Z là 24, Sắt Z là 26. Muốn xác định được E hóa trị, bước 1 phải biết được ô bình nhẹ. Viết lại ô bình nhẹ xem. Nhớ không? Dạy rồi nhá. Viết ô bình nhẹ. Nay học về chuyên đề 2 của tuần hoàn. Chuyên đề 3 tính chất vật lý của kim loại. Rồi thời gian nữa thì bơi được sang chuyên đề số 4. Tính chất hóa học. Axit loại 1 là lo lành ngành đào. Tuần sau bơi sang học nốt axit loại 1. Xong bơi sang một tí của axit loại 2. Tuần sau nữa là sang điện hóa. Điện hóa nhỏ bài, điện hóa chẳng học tận lúc thi. Điện hóa được nói trên lớp là nát rồi. Bảo bảo mấy đứa trên lớp đứa nào mà không hiểu điện hóa thì vào lớp đại học là sẽ hiểu. Mà đứa nào mà không làm được điện phân thì cũng vào lớp đại học luôn, học từ điện hóa là chắc chắn hiểu. Mà không những là hiểu, cuối cùng còn làm được câu khó nhất trong đề này không phải chính. Thằng Hiển còn nhớ chiêu xương cá không? Thằng Hiển thì không có chiêu xương cá. Thằng Hiển, cái năm thằng Hiển học là cái lúc cuối để mới dạy cái chiêu xương cá. Cái chiêu xương cá năm thằng Hiển học thì là vào hai cái buổi dạy, thì là có một buổi là Hiển nghỉ đi chụp yếu đấy, là các hôm đấy là dạy cái phương pháp xương cá này, thằng Hiển nghỉ. Còn cái buổi thứ hai là chữa một bài về xương cá, thì thằng này ngồi nghe là không hiểu gì đâu. Nên nhớ là anh Hiển là học sinh giỏi nhá, của tỉnh nhá, thầy bác.
ở giải nhì tỉnh mà phương pháp đấy không học một buổi đầu thôi, chưa ông phát thôi, buổi sau không hiểu thì phương pháp đấy ạ. Mà bộ này là năm ngoái là thầy chưa sáng tạo phương pháp xương cá ở ngay hồi đầu năm, mà đây là lúc cuối để mà hoàn thiện phương pháp mới thể bây giờ đấy. Còn lại bây giờ bọn em là sẽ được học từ đầu đấy, thế nên là điểm phân lúc đấy bọn em là những cái bộ khó nhất em làm với cách cực kỳ dễ dàng. Còn bọn khác thì nhìn điểm phân theo kiểu là ngôn ngữ ngoài hành tinh, chắc chắn ngôn ngữ ngoài hành tinh luôn. Nào bây giờ tôi nghe lớp một bên mình nghe có lo bao nhiêu? 1 F2 2 F2 2 P6 được không? Làm sai đấy. 3 F2 3 P5 và cái câu này rất ít lắm. Nào bây giờ thầy hỏi này, em cái nước sang là cùng, thằng này là nào? 3 F2 đúng không? Đáp phải chưa? Đáp phải rồi. Biết 7. Bây giờ với em chỉ có 7 xuyên cùng nhóm em. À, 7. Được chưa? Tức là mình học với nhóm A rồi, mình biết vừa nãy em nghe thầy đọc như gió các cái nguyên tố nhóm A. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách nhớ nó. Trong nhóm A của mình có 7 nhóm A. Sorry, 8 nhóm A. Trong đó nhóm 1A thì là kim loại kiềm. Kim loại kiềm. Tại sao lại gọi là kim loại kiềm? Tại vì là kim loại nó tan trong nước trong các môi trường kiềm thì nó gọi là kiềm. Để cho môi trường kiềm nó làm kim kiềm trở nên sạch. Thế gồm các kim loại nào? Lâu, nay, không, rảnh, chơi, phây. Lâu nay không rảnh chơi phây. Đi đi nha, đi ca, đi đu, đi xe xin, ra gì. Thôi không được tôi nói một ai nhá. Mình học ở đây đấy. Chương thứ 2 và chương đại sự đi vào. Mình học. Để cho thầy lại chương. Rác sĩ. Ai à? Là kim loại kiềm gió. Tại sao lại gọi là kim loại kiềm gió? À, nó vẫn tan trong nước trong môi trường kiềm. Gió là gì? Kim loại kiềm gió. Đó, có nghĩa là các cái ca trương kim loại này tồn tại với nhau. Đấy chưa? Nó gồm cái nào? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Để em mang cái súng bắn ruồi. Gary, Mazi, Canxi, Srochi, Bari, Radi, Radium. Kim loại do hai vợ chồng là Mary Curie nghĩ ra, đúng không? À, không phải nghĩ ra đâu, phải là tìm ra. Nhá. Sau khi tìm ra anh Radi này là ông chồng thì chết, bà vợ thì được cả bố em. Thế có hạnh phúc không? Suy ra gia đình họ là một gia đình hạnh phúc, đúng không? Trước thì sống nghèo, để mà điều chế, để mà sản xuất được nhớ câu chuyện là để mà sản xuất ra 100mg kim loại radi thì hai thì bà vợ Marie Curie bà phải sàng từ 1 tấn xỉ than, tấn xỉ than kim loại. Đấy, ngày xưa là chắc phải đoán là bà này ngày xưa là từ người nhặt xỉ than. Trong nghiên cứu khoa học, tấn xỉ than mà. Đúng chứ? Về dự đoán là chắc chắn là ra bà này đi em. Để xỉ than nhiều. Đúng không? Thế ông chồng, thế bây giờ sau khi mình tìm ra ra đi rồi nhá, thì được coi như là một phát kiến khoa học kỹ thuật cực kỳ vĩ đại. Hồi đấy chưa biết ra đi là phóng xạ đâu. Không biết ông Mary Curie, không biết là cái ông Curie ông chết vì lý do gì. Chắc nổ tử thì thôi. Đâu cái này bản chất là ông bị cái gì ra đi mà bạn phá các nguyên tử đầu tiên nó bị suy giảm sức khỏe của bạn đấy. Thế thì ban đầu tiên thì cái làm này là được tất cả các nhà xuất bản là cho báo khoảng cái thời thế kỷ thứ 19 là cứ là cho ra đi vào cho kia đánh năm cho ra đi vào cho cái bỏ cho vào bài. Coca Cola là sinh ra là nhờ cocaine, tìm ra cocaine là hạnh phúc lắm.
Bởi vì khi tìm ra cocaine là một cái loại thuốc thần dược mà giúp cho con người uống mà nó phê. Nó ở trạng thái nó khác. Infinity uống mà nó phê thì nó sẽ khiến cho là nó khiến cho cái kiểu cảm giác đang buồn người yêu chia tay của ông khác đây là đâu đấy. Thế thì sau khi mà thấy được rất nhiều nước bị nghiện ấy thì nó sợ nảy sinh ra tệ nạn xã hội, chứ nếu mà bỏ nghiện vào nhà giàu thì là chắc là vẫn không sao đâu, nó đốt hết tiền nó xong nó tự động nó chết thôi thì không có tệ nạn xã hội. Nhưng người đấy là phải mang cho nhà nghèo nhưng mà đầu tệ nạn xã hội thì đây người ta mới cấm, thấy chưa, bởi vì nó gây nghiện. Thế lúc ấy cấm thì sao, cấm thì còn hàng triệu người đang dùng cái thể loại đấy rồi, đến phê rồi em cúp rồi thì giải quyết thế nào, thì mới nảy sinh ra cái ông dược sĩ đấy. Ông bảo là thế bây giờ ta cho một tí làm được ít của quay vào bên trong nước Coca Cola đấy, pha từ một công thức là gì đó là đặc biệt, công thức của Coca Cola bây giờ vẫn là bí mật nhá. Đấy, thế xong rồi là bán chạy theo lãi giàu như bây giờ. Đấy, cái tiền học hóa sau này mẹ cho chồng chủ đấy cực kỳ giàu, dược sĩ đã bắt đầu từ hóa công thức đấy. Thế sau đó là ông Pepsi sản xuất Pepsi cũng là nhà dược sĩ luôn. Được chưa? Nhưng mà trong Pepsi thì không có Coca ý. Trong Pepsi thì lại có Coca. Nhưng mà mùi vị cái nơi không giống nhau. Bây giờ thì Coca Cola không ta cho Coca Y rồi, thay đổi thức rồi. Ở Coca Y uống vào cảm giác phê. Nói chung lúc nào cũng im trong phê. Đấy là cảm giác sau khi uống. Còn lại thay bây giờ thì không uống cái thể loại này. Mình nó có khoát thì đường. Đường thì nó không tốt cho cơ thể. Những cơ thể những người già như thế là không đi uống. Còn trẻ con em thì nó tốt được. Có không loại không đường à, có loại không đường thôi, thế thì loại không đường uống nước lọc một chậm chậm sẽ được ba thì ngọc là gì nhôm, 4A thì ngọc là carbon silic, 3 là nhôm, 4A học về carbon silic, 5A học về nitơ phốt pho, 6A học về oxy lưu huỳnh, 7A học về clo brom iốt, 8A là khí hiếm không phải học, khí hiếm không phải học. Thế là xong đấy, phần công được học hết các biên tố này nhá, phần công học hết các biên tố này là được chưa, là đi thi. Để trong đó là có các dạng bài tập vô cơ, học hết học các cái cơ nhé. Vô cơ gần như chia dạng bài tập là thấy chia dạng hết trong phần đại cương, học xong đại cương là làm được cái thi đọc thấy chưa. Đấy, thế nên là phần này là phần quan trọng. Xong học xong nhóm A, sau khi học xong nhóm A thì mình sang hai nhóm nó B, đây là khái quát nhóm B. Thì là các nguyên tố thuộc D và S, các nguyên tố thuộc D và S thì là nhóm B. Electron cuối thì điền vào phân lớp D và S, electron cuối lại D và S, và số lượng thuộc nhóm B, số thứ tự nhóm B chính bằng số electron mà chỉ số thứ tự nhóm B chính bằng số electron mà chỉ số thứ tự nhóm B chính bằng số electron mà chỉ phải đây có sao nha. Vừa nãy là mình biết được cấu hình nhân tử carbon 3 lên 5 4 S 1 đúng không, mình tìm được và nó có em hóa trị bằng mấy, bằng 6, suy ra phân tử nhóm 6 bên được chưa. Thằng sắt vừa nãy mình biết được là 3D6 4 S 2 em cuối cùng đấy, thì mình có em hóa trị nó bằng mấy, suy ra nó thuộc nhóm 8 này được chưa. Thế thì ở nhóm B mình có là số lượng nhóm B của em hóa trị có hai trường hợp đặc biệt, là nếu em hóa trị mà bằng 8
9, 10 thì đều thuộc nhóm 8 bên. Đây là trường hợp đặc biệt của nhóm bên. Đặc biệt là nó này biết thôi chứ còn chi thì nó không chi được. Nhé. Yên tâm đi vậy thì cũng phải quan tâm. Để cho mình chỉ để quan tâm nhiều những cái vấn đề khi mà thôi đấy thì cho cái ý kiến nhiều mà để bắt lỗi cô giáo trên lớp và hình cô giáo sẽ lập lại dạy hay sai được nhiều những chỗ xác định nhóm B và chỗ em hóa trị thì đó là đấy đấy là dạy cho mọi lớp 10 thôi, lớp 12 thì cô giáo chẳng bao giờ dạy cái này đâu, chúng mày không biết thì kết quả đấy nhá. Bốn là cái này là cái mà sợ này, quy luật biến đổi tuần hoàn, quy luật biến đổi của bạn tuần hoàn muốn là quy luật biến đổi của bạn tuần hoàn, quy luật biến đổi tuần hoàn thì cái bảng tuần hoàn thì nó có cái quy luật nó biến đổi như thế nào các bạn lưu ý như sau. Bây giờ thầy lấy cho chúng ta là cái nhóm mà đặc trưng nhất mình chuẩn bị học, mà cái đấy là nó cũng là cái bị hỏi nhiều nhất. Li-ti, Nat-ri, Ka-ri, Ru-bi-di, Se-si, Ra-si là một công trạng của đấy chưa? Đây là nhau chiều tiết tăng. Đấy chưa? Z của Li-ti bằng 3 cộng thêm 8 là natri 11. Thầy biết natri 11 thầy dùng cái cách sao? Như thử có natri không anh? 23 chia 2 là bao nhiêu? 23 chia 2 là bao nhiêu? 11,5 là chọn số bao nhiêu? Giờ tiếp kali như thử có bao nhiêu? 39 chia 2 tức là gần bằng bao nhiêu? 19 cộng 8 đúng rồi, đây là 3 cộng 8, 11 cộng 8, 19 thì phải cộng 18. 19 cộng 18 bằng 37. 37 cộng 18 thì bằng 37 cộng 18 có cái tính trời bằng 15 bằng 2. Được chưa? Đấy là để cho chưa nhớ rồi. Nhưng mà không chỉ nhớ một ngày thôi thì đã không bằng cái đâu nhá. Hai này, tần suất hỏi đi hỏi lại. Thế thì nhớ cái loa phường không? Đứa nào hay ngủ nướng là nhớ cái loa phường nhất. Nó chó thẳng nó tại. Nó loa hoàn. Tại sao thầy lại có cái nhớ loa phường đấy? Tại vì là thầy hay chút cũng được. Nhưng mà cái loa phường thì nó hay nói vào lúc 5 giờ sáng. Tại thế em tưởng tượng cái cảnh đang ngủ xong rồi loa từ 5 giờ đến 6 giờ thì còn ngủ không? Đấy là loa phường Hà Nội, loa phường quê thầy sợ thế. Thi thoảng lúc thầy live stream nó còn bật. Nhất là năm ngoái ở live stream 2K1 là dạy bọc hôm nay nó là các em mình live stream 500,5 tôi cũng biết không hiểu vào 5 giờ sáng nhé. Thế là live stream mình nghe song song với các bạn rồi là chúng nó vừa nghe thầy giảng vừa nghe đọc nó tới rồi em phải chịu cái cảnh đó thôi. Nên lúc đấy em sẽ cực kỳ yêu quý loa phường và khi yêu quý loa phường thì anh nhớ đấy cho thầy nào cái loa thôi trời sinh ra bố sinh ra mà không có cái ma tay nào không cả nhé. Đấy chứ, bố thầy có 10 cái thầy không có cái nào, thằng em ruột thầy có 10 cái, con em gái ruột thầy nó có 7 cái thầy không có cái nào chấp nhận có số phận không cả phải biết làm biết điều đấy nào. Thế bây giờ loa phường này là thầy Minh luôn có ước mơ là cái loa phường không nói úp cái loa phường xuống để thầy có yên rất ngon được chưa. Đấy thì là úp nó xuống là nó không nói. Được chưa? Thế đây là bán kính của DT. Đây là bán kính của CC. À, mình bán kính tăng hay bán kính giảm? Bán kính tăng. Bán kính tăng. Được chưa? Cách nhớ. Đấy, cách nhớ đấy nhá. Nào có hỏi cái này đấy. Thế tiếp theo này. Về tính kim loại thì thế nào? Thầy là dạy một mẹo khác. Kim loại tăng hay kim loại giảm và đọc được cái giá điện hóa phi nào ba, phi nào ba, phi là kali, nào là natri, thằng nào mạnh hơn, thằng kali mạnh hơn thằng natri hay thằng natri mạnh hơn thằng kali, phi nào ba, thằng kali, thằng gì, phi nào ba cầm mua áo giáp sắt,
đó, kim loại nào mạnh hơn? Đây thì rõ một số chết rồi. Kali này, khi nào ta cần mua áo giáp sắt? Bây giờ thì chỉ hỏi một câu đơn giản đấy thôi để xác định là kali đã dùng nước không, kali đã dùng nước không, kali đã dùng nước không, canxi có không? Bốn loại này ta dùng trong điều kiện thường, magie đúng nóng 45 độ C, thế rồi nhôm không, kẽm ở điều kiện thường không nhé, sắt càng không. Vậy là tính kim loại đang tăng hay giảm? Giảm đúng không? Vậy nó có nghĩa là thằng kali tính kim loại phải mạnh hơn nào? Natri. Tức là cứ nhớ cái thằng này là biết là kali mạnh hơn natri, chú ý là kali mạnh hơn natri, kali mạnh hơn natri mà biết rõ là nó biến đổi theo quy luật tuần hoàn, đúng chưa? Vậy là chắc chắn là lumini mạnh hơn kali, CC mạnh hơn natri nhiều hơn. Trong cửa video và nhóm lớp sẽ có cái video như này, thả viên hai như vậy, thả 1/4 hạt gỗ lithi vào trong cái ống nghiệm thì lithi nổi ở bên trên ống nghiệm xuống bọt khí bay lên, được chưa? Thả 1/4 hạt gỗ natri vào ống nghiệm thì viên natri vo tròn tan ra chạy long quang trên ống nghiệm, được chưa? Đừng cho mắt vào nha, mắt vào cái nước nó bắn vào mắt, vào mù mắt mù thật luôn, được chưa? Tiếp tục thả kali, vâng xin thưa, thả kali thì không dám thả ống nghiệm đâu, bay ống nghiệm, thả vào cốc nước cũng 1/4 hạt gỗ, thả ra nó bùng phát lửa một tí, được chưa? Mạnh hơn chưa? Rubini thì đổ thả vào trong cái cốc, không dám thả vào cái chậu, nhớ cái bồn cầu không? Thả vào bồn cầu chạy thật nhanh, nó bùng phát thủng lỗ bồn cầu, được chưa? CC bố rất thả vào bồn cầu, biết cái bồn tắm không? Đấy, 1/4 hạt đỗ thả vào cái bồn tắm, đổ bùm phát bay một nửa cái bồn tắm. Các bạn biết là nó tác dụng mạnh chưa? Ok chưa? Bây giờ tính khử nó là sao? Tăng, được chưa? Đấy, tính khử tăng thì dẫn đến tính kim loại thế nào? Tăng. Thế tính kim loại hay tính phi kim thì thuận chiều hay ngược chiều? Kim loại là đặc trưng cho khả năng cho e, phi kim là đặc trưng cho khả năng hút e về. Vậy là phi kim. Kim loại tăng thì phi kim thế nào? Giá. Tăng thì phi kim giảm. Bây giờ em nam tính hơn thì nữ tính của em cũng hơn, đúng không? Đấy, bây giờ người ta chứng minh một điều là gì? Đấy là một không bao giờ có một người con trai hoàn toàn là thẳng cả. Mới bảo hoa vớt mới chứng minh xong tuần trước. Đơn giản bạn vẫn đang thẳng với bạn chưa gặp được người vẻ cong bạn không? Đấy, một con trai cẩn thận nhá. Đấy, gặp được người vẻ cong là phải cẩn thận đấy. Thầy ước là thầy không gặp được người đấy trên cuộc đời. Hy vọng điều đấy. Thầy vẫn giữ nguyên là thầy, vẫn giữ nguyên là thầy thẳng. Không, thì chết rồi. Không, sợ lắm. Thế thầy, nếu mà biết thì kia càng nhiều người thầy làm mạnh cái này. Không chết, dễ nhầm. Thank you, man. Dễ nhầm, sai dấu. Thầy hay viết một đằng, kiểu tay làm một đằng, mồm ngó một đằng, tay làm một đằng, tất cả. Đấy là bản tính của con trai. Nhưng bản tính con trai, em hiểu rồi. Mồm ngó bằng tay làm nhỏ. Đấy, con có bạn anh Tuấn anh hiểu đấy. Chỉ những người trải nghiệm mới hiểu. Cần hiểu. Sao anh Đức mồm ngó? Cho nó sao? Hay là cái quần nhiệt của mình cho đi. Cho bé tóc xoăn xoăn. Chưa xong nha, chưa xong đâu, nhìn bảng này. Phi kim tăng là một kim loại giảm. Song song với phi kim là gì? À nhầm, phi kim giảm, kim loại tăng. Song song với kim loại là tính bazơ, bazơ sẽ tăng. Acid sẽ làm sao? Giảm. Được chưa? Tương tự với đấy thì kim loại thì tỉ lệ thuận với tính khử tăng. Thì tính oxy hóa thế nào? Dạ. Ủa, thế suy nghĩ đấy. Đúng không? Từ mấy cái đấy thôi. Thế đây là trong một nhóm, thì còn trong một chu kỳ sao? Chu kỳ ngược lại nhóm. Sao? Trong một chu kỳ ngược lại nhóm. Vậy là Z làm sao? Z tăng. Chú ý là trong chu kỳ ngược lại thì Z tăng nhá. Không Z giảm chết rồi. Đấy chưa? Thì bán kính làm sao? Dạ. Kim loại làm sao?
mà bên kia nó tăng như thế này sao giá thì chúng mình lại sang kim loại nhàn nhỉ? Natri, đây là người ta xét đến chu kỳ ba. Natri được cái gì? Magie, tối biết magie được đến cái tối. Magie được đến chết bằng bao nhiêu? Đây là 11, 12 là đến chết bằng bao nhiêu? À 13, 13 là gì? 13 nhân 2 bao nhiêu? 26 là bằng bao nhiêu? 27. 27 là gì? Nhiều hôm đấy, suy luận đơn giản thế thôi mà. Tất cả là suy luận. Thế nhôm mình lên là nào? 14 nhân 2 là 28, 28 là đó. Sau xin đích đến là nào? 15, 15 nhân 2, 30, 30 là 31, 31 à? Phô kho đến là nào? 16 nhân 2 là 32, 32 thì tử là nào? Như mùi 17 là nào? Bác có nó, dễ rồi. Thế thầy vừa giúp chúng ta chứng minh được cái thường biến đổi như này. Đầu một chu kỳ là một anh kim bạch kỳ, cuối một chu kỳ là một anh tinh kim. Thế tinh kim bạch tăng anh kim bạch giả, đúng không? Đây là tưởng tượng kim loại là một con trai, tinh kim một con gái. Đây là quá trình chuyển hóa từ gái thành nhầm trai, đúng không? Đúng chưa? Ok nhá. Vậy là kim loại mà giải đến tinh kim thế nào? Kim tăng, đúng chưa? Vậy là bazơ sẽ giảm và axit sẽ tăng. Tính khử sẽ tăng, tính khử sẽ giảm và tính oxy hóa sẽ tăng. Không chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Thế là xong đây là cái này, xong toàn bộ rồi. Nha. Bây giờ chúng ta bỏ đây ra, chúng ta làm cái này. Thank you.